Còn trong ngày hôm nay 12 tháng 1, Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đã phối hợp với ngành các ngành liên quan đình chỉ thi công công trình xây dựng tại Tịnh Thất Bồng Lai, của ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Theo lãnh đạo huyện Đức Hòa, ông Lê Tùng Vân, 89 tuổi và ba người khác đang bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Sau khi các ngành chức năng xử lý hình sự nhóm người này về tội danh trên, chính quyền huyện tiếp tục xử lý hành chính các công trình sai phạm. Cơ quan chức năng cho biết một phần công trình tại tỉnh Thất Bồng Lai xây dựng không đúng quy định. Năm 2019, những người sống ở trong hộ bà Cao Thị Cúc xây dựng trái phép. Chính quyền huyện đã lập biên bản xử lý và yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Họ đã làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho nên nhà cao tầng đang xây là trên đất ở. Các công trình phụ như là mái tre, nhà vệ sinh thì mới xảy ra sai phạm.